trần nhật phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với lại thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện can nam at gmail com thẩm mỹ viện can nam at gmail com để biết thêm chi tiết cảm ơn thẩm mỹ viện can nam kali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả và như thường lệ chúng ta vẫn bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta đầu tiên hết là nhóm hamas đã lên tiếng thúc giục các quốc gia là không nên gửi hàng cứu trợ xuống giải gaza sau khi một gói hàng cứu trợ trong một cái pallet rớt xuống và trúng một nhà kho và khiến cho hai người bị thiệt mạng Nhóm Hamas trong ngày thứ Năm kêu gọi là chấm dứt việc thả hàng cứu trợ xuống sau khi có hai người Palestine đã bị thiệt mạng ở phía bắc của giải Gaza, khi một cái pallet hàng cứu trợ đã bị rớt vào một tòa nhà kho và không tháo ra được cái dù của nó. Một vài quốc gia gồm có Hoa Kỳ, Anh, Pháp đã bắt đầu cho thả các cái phẩm vật cứu trợ xuống phía bắc của giải Gaza, nơi mà các cơ quan cứu trợ đã bị đã lên tiếng cảnh cáo là tình trạng nạn đói đang xảy ra tại đây. Trong ngày thứ ba, hai người đã bị thiệt mạng khi một gói hàng cứu trợ bằng pallet đã rớt xuống mái của một ngôi nhà kho ở nơi mà các người dân đang tụ tập để mà có thể lấy được những mặt hàng cứu trợ và việc này là, là có nhất là 21 người đã bị thiệt mạng kể từ khi mà các cái hàng phẩm vật cứu trợ rớt xuống và đã bị sai lạc và cuối cùng rớt trúng vào người dân. Đây được xem là một trong những cái tai nạn mới nhất diễn ra trong lúc mà họ dùng máy bay để thả hàng cứu trợ từ trực thăng xuống và trong đó họ chứa trong các cái pallet. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. Và cũng một bản báo cáo từ những cư dân ở giải Gaza nhân viên của lực lượng cứu trợ người Palestine của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNRWA đã đánh cắp tất cả hàng cứu trợ và bán lại cho người dân theo tường trình cho biết một tổ chức giám sát đã lên tiếng báo động bởi những người dân của giải Gaza sau khi có những nhân viên của tổ chức cứu trợ Liên Hiệp Quốc dành cho người Palestine gọi tắt là UNRWA bị cáo buộc đã đánh cắp và tất cả những cái mặt hàng cứu trợ và bán lại cho người những người dân cơ quan gọi là UN Watch một tổ chức vô phi chính phủ có tụ trụ sở đặt tại geneva ở thụy sĩ trong ngày thứ tư đã chỉ ra hàng loạt các báo cáo cho thấy rằng là những người palestine làm việc ở trong cái uh, cơ quan gọi là cứu trợ unrwe ở trong cái chat room tức là cái phòng trò chuyện của họ nói rằng là nhân viên của cơ quan này đã đánh cắp các mặt hàng cứu trợ và bán lại để thu lợi trong đó có báo cáo rằng là rất nhiều những mặt hàng cứu trợ đã bị họ lấy được và bán lại cho người dân đây được xem là một trong những cái uh, tiêu cực nhất mà cơ quan này đang phải đối diện tiếp theo sau việc do Thái cáo buộc rằng một số nhân viên của cơ quan này đã đóng vai trò quan trọng và can dự trực tiếp vào cuộc tấn công của Hamas nhắm vào lãnh thổ của do Thái ngày 7 tây tháng 10 và hiện nay thì họ đánh cắp một số những mặt hàng cứu trợ bao gồm các phẩm vật về y tế các thực phẩm và kể cả những vật dụng cần thiết mà các uh, phẩm vật cứu trợ này đáng lý là tài trợ cho người Palestine nhưng đã bị những nhân viên này đánh cắp và bán lại cho người Palestine đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình ở tại giải Gaza cùng một lượt trong ngày hôm nay tại Anh thì ông David Cameron thua, Ngoại trưởng của Anh đã tuyên bố Anh sẽ không làm giống như Jordan và không ngưng lại việc bán vũ khí cho do thái Ngoại trưởng của anh, ông David Cameron trong ngày thứ năm đoan chắc rằng anh sẽ không giống như Hoa Kỳ à, việc trong việc mà cảnh báo do Thái trong việc mà họ tấn công vào thành phố Rafah tổng ông Joe bên trong trong ngày hôm qua và ngày hôm nay đã cảnh báo rằng Washington có thể cắt bỏ nguồn cung cấp vũ khí cho do thái nếu như mà họ tấn công vào thành phố Rafah. Trong khi đó thì UN tức là Liên hiệp quốc cho biết có khoảng bốn triệu người đang uh, trú đóng tại đây. Tuy nhiên thì ông David Cameron nói với các thông tín viên uh, trong lúc mà ông thúc giục các đối tác của NATO gia tăng cái ngân sách quốc phòng và ông nói rằng là đây là một cái điều quan khác căn bản khác biệt giữa chính quyền của Joe Biden và chính quyền của Anh Quốc và hoa kỳ gần như là đã có một cái uh, hỗ trợ rất nhiều vũ khí cho do thái tuy nhiên chúng tôi chính quyền Anh Quốc cũng hỗ trợ uh, vũ khí cho Do Thái và chúng tôi có một loạt những cái môn bài và tôi nghĩ rằng các cái việc xuất cảng quốc phòng của chúng tôi cho Do Thái là có trách nhiệm và nó gần như là khác biệt với phía của Hoa Kỳ ông Cameron cho biết là Hoa Kỳ bán vũ khí và không có uh, gọi là trở ngại gì trong việc uh, vi phạm vào các cái luật liên quan tới vấn đề về nhân đạo quốc tế đồng thời cho biết rằng ông giải quyết vấn đề này khác với lại Joe Biden trong khi đó Joe Biden đe dọa cắt bỏ tất cả những cái uh, cứu trợ về uh, vấn đề vũ khí và hỗ trợ an ninh cho phía của Do Thái và cảnh cáo rằng nếu Do Thái tấn công vào thành phố Rafah, ông ta sẽ dừng lại tất cả các cái việc hỗ trợ về vũ khí cho phía của Do Thái. Trong khi đó thì ông David Cameron, ngoại trưởng của anh, tuyên bố anh vẫn tiếp tục duy trì cung cấp vũ khí cho Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Do Thái ngày hôm nay, ông Netanyahu tuyên bố Do Thái sẽ hành động một mình nếu cần thiết. Đây là lời khẳng định của ông thủ tướng do thái ông benjamin netanyahu lên tiếng trong ngày thứ năm là quốc gia của ông sẵn sàng chỉ đơn độc trong cuộc chiến chống lại hamas và đe dọa sẽ có một cái cơn khủng hoảng sâu rộng hơn giữa chính quyền của ông và chính quyền của joe biden và ông netanyahu đã phát biểu ngay sau khi ông joe biden đe dọa là sẽ không cung cấp vũ khí tấn công cho do thái nếu như mà ông tấn công vào thành phố rafah ở phía nam của giải gaza do thái cho biết thành phố rafah là cái xào huyệt mà, à, cuối cùng của nhóm hamas tại giải gaza và ông Netanyahu nhắc lại lời cam kết rằng ông sẽ tấn công thành phố này bất kể có nhiều sự phản đối của một số quốc gia trên thế giới, lo ngại rằng sẽ ảnh hưởng tới một triệu cư dân đang lánh đạn chiến tranh tại đây. Nếu chúng tôi cần phải hành động một mình, chúng tôi vẫn sẽ làm một mình và nếu cần thiết chúng tôi phải tranh đấu cho cái uh, uh, cho chúng tôi và chúng tôi ca, ca, cần rất là nhiều những cái finger nail tức là những cái bàn tay của chúng tôi và ông uh, Jordan thì tuyên bố rằng ông ta sẽ ngưng lại cái vấn đề cấp vũ khí cho Do thái nếu tấn công vào thành phố Rafa đầu tuần này thì uh, phía đông của thành phố Rafa À, nơi mà được xem là có đường biên giới với giải với giải, giải Gaza thì cho biết rằng là phía do Thái đã bắt đầu cho lực lượng xe tăng và xe thiết giáp cọ tiến vào đây à, và đã kêu gọi 100.000 dân ở khu vực phía đông của Rafa là phải di tản ra nơi khác và trong đó thì à, đề à, đề đốc của tên là Daniel Hargari nói rằng lực lượng do Thái sẵn sàng vũ khí và cho cái chiến dịch tấn công vào thành phố Rafa đây được xem là một trong thái độ à, được xem là cương quyết mạnh mẽ của ông Netanyahu trước lời đe dọa của ông Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và ngay sau khi tuyên bố là sẽ ngưng lại việc cung cấp vũ khí cho phía của do thái nếu như mà ông netanyahu quyết định tấn công vào thành phố rafah hạ viện hoa kỳ một số dân biểu đã lên tiếng và nói rằng họ không còn chọn lựa nào khác sẽ tiến hành đàn hạch đối với lại ông joe biden tương tự như trước đây lần thứ nhất mà phía hạ viện đã tiến hành đàn hạch với ông trump trong việc mà ông đã có câu nói chuyện với lại ông zelensky Bản tin mới nhất cho biết thì ở Hạ viện, dân biểu Cory Mills của Đảng Cộng hòa tại Florida chuẩn bị một cái văn bản để mà đàn hạch ông cho bên trong việc ông đe dọa ngưng lại cái hỗ trợ vũ khí cho Do Thái. Và đây là được xem là vị dân biểu lần đầu tiên cái ông đã có mặt ở tại Hạ Viện, tức là ông có cái nhiệm kỳ đầu tiên, đã nói với đài truyền hình Fox News. Ông Mills đã lên tiếng cáo buộc ông cho Biden đã đẩy Do Thái vào tình trạng có qua có lại à, giữa lúc mà sử dụng cái đồng Mỹ Kim của Hoa Kỳ để chống lại cái hành động của chính phủ Do Thái tại giải Gaza. Và trong đó gần như là ông ta đang tìm cách gọi là củng cố niềm tin của đảng Dân Chủ và đây là một trong những cái lý do trước đây cựu tổng thống trump đã bị đàn hạch lần thứ nhất khi mà ông nói chuyện về cái gói cứu trợ cho phía của Ukraine và yêu cầu Ukraine phải chấm tham nhũng. Và việc này đã dẫn tới việc mà Đảng Dân Chủ đã lên tiếng và nói rằng ông đã có hành động gọi là bức hại đối thủ chính trị mà lúc đó Joe Biden chưa phải là đối thủ chính trị của ông và tiến hành đàn hạch đối với ông Trump. Và Hạ viện không còn cách nào khác là để phải đàn hạch ông Joe Biden về cái thái độ có qua có lại của ông ta gọi là quyết pro co tức là có qua có lại và là phó tổng thống ông ta đã đe dọa đã từng giữ lại cái ngân sách hỗ hỗ trợ cho Ukraine cho tới khi mà họ đuổi cái người công tố viên độc lập điều tra về công ty Burisma, một công ty đã mang lại quyền lợi cho con trai của ông ta là Hunter Biden và đã nhắc tới 10% cái cổ phần cho một biết giai là cá nhân của ông ta. Ông Miêu đã phát biểu trong bản statement và giờ đây, ông ta lại áp lực do Thái, một đồng minh lớn nhất của chúng ta tại Trung Đông, về việc ngưng lại cái ngân quỹ và à, đã vốn đã được chấp thuận bởi Hạ viện. Và họ không à, nếu như họ không ngừng cái chiến dịch quân sự của họ đối với Hamas, và đây là một cái thông điệp rất rõ ràng, ông ta lặp lại cái trò này thêm một lần nữa. Và cùng một cái lời cáo buộc này nhà đã nhắm từng nhắm vào ông Trump và thực hiện cuộc đàn hạch bởi đảng nhân Chủ. Và cùng một vấn đề này nó sẽ xảy ra và tôi sẽ viết xuống một bản article để thực hiện tiến trình đàn hạch này đối với lại ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì ông McConnell lên tiếng cảnh cáo Joe Biden từ chối cung cấp hỗ trợ vũ khí cho Do Thái là xây dựng ngôi mộ cho quốc gia này. Bản tin mới nhất cho biết thì kết quả sẽ là một nhà dãy những ngôi mộ nếu như mà ông Joe Biden vẫn không có cái hành động hỗ trợ về vũ khí cho phía của Do Thái. Đó là lời khẳng định của ông uh, Thượng nghị sĩ uh, Mitch McConnell, Chủ tịch Khối Thiểu số tại Thượng viện đã cảnh báo trong lời phát biểu trên sàn Thượng viện ngày thứ Năm. Tất cả các đồng minh khác của chúng ta đều tin tưởng về cái lời bảo đảm chắc chắn của Hoa Kỳ và không có đặt câu hỏi về lời cam kết của chúng ta. Đó là lời phát biểu của ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại Kentucky đã phát biểu khi mà ông Joe Biden cảnh cáo ông ta sẽ không cung cấp vũ khí cho Do Thái nếu tấn công vào thành phố Rafa. Trong khi đó thì ông McConnell nói rằng hành động từ chối này sẽ khiến cho đất nước Hoa Kỳ bị thiệt hại về mặt tên tuổi và quy thế. Quốc gia chúng ta đang đứng trước một cái hàng rào và giữa một cái sự cạnh tranh giữa các quyền lực trên thế giới giành tranh giành ảnh hưởng và những nơi khác. Họ có cái mạng an ninh riêng của họ và kẻ thù của chúng ta luôn lợi dụng điều này. Ông thượng nghị sĩ đã cho biết như trên và ông nói rằng cuộc chiến này sẽ là một địa ngục và sẽ có rất nhiều những người do thái sẽ phải hy sinh cho cái quyết định này. Vậy hiện nay thì ông nói rằng hành động này cho Biden không những là gây tác hại cho lời cam kết vững như đồng của Hoa Kỳ với các đồng minh gây thiệt hại cho lời cam kết này mà ngược lại còn có thể khiến cho người do thái rơi vào tình trạng khó khăn. Đây được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ của ông Mitch McConnell là chủ tịch khối thiểu số tại thượng viện người đã lên tiếng gây gắt và yêu cầu ông Joe Biden là phải tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho phía của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cái vấn đề Joe Biden ngưng lại việc cung cấp vũ khí cho phía của Do Thái, cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích những kẻ ủng hộ cho Joe Biden thuộc người Do Thái và nói rằng quý vị sẽ tan nát, đây là lời phát biểu của ông Trump, should be xem cộng đồng do thái mà ủng hộ cho ông cho bên là sẽ tự giết mình đó là lời phát biểu của ông trump bởi vì ông cho rằng chính ông Joe Biden đã bỏ rơi do Thái. Đây là lời phát biểu mới nhất của ông Trump đưa ra. Những gì mà Joe Biden làm là đã không có sự tôn trọng đối với đất nước do Thái. Ông Trump đã phát biểu trước khi mà ông bước vào tòa án ngày thứ năm và lên án Joe Biden đã giữ lại vũ khí của do, uh, do, Thái và trong nỗ lực tìm cách gọi là không có tranh thủ và tranh đấu cho việc mà trả con tin của Hamas. Bất kỳ một người do Thái nào bỏ phiếu cho Joe Biden họ sẽ tự giết bản thân của họ ông ta hoàn toàn bỏ rơi do thái và không ai có thể tin được điều này và ông biden cả cảm thấy ông ta rất thoải mái cho những quyết định chính trị của ông ta và quý vị cũng phải có một quyết định đứng đắn và nó không phải là quyết định chính trị ông ta đã làm một điều rất tai hại đó là lời phát biểu của ông trump trước khi mà ông bước vào trong tòa án trong cái phiên xử ông về vụ án tiền bịt miệng và trong đó ông trump đã tấn công và nói rằng ông joe biden gần như đã đứng về hẳn về phía của những kẻ khủng bố đe dọa khi mà giữ lại của vũ khí của do Thái, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ cái dạng Iron Dome và các cái loại hỏa tiễn và đạn rocket để ngăn chặn tất cả những cuộc tấn công khác. Tuy nhiên thì họ nói rằng họ sẽ phía của ông Lloyd Austin cho biết họ sẽ không cung cấp cho uh, bom do phía của Do Thái khi mà họ quyết định tấn công vào thành phố Rafa, nơi có khoảng 1 triệu người đang trú ẩn chiến tranh ở tại đây. Và chúng tôi sẽ không hỗ trợ vũ khí và đạn pháo để sử dụng cho cuộc chiến này. Ông Joe Biden đã phát biểu trên đài truyền hình CNN vào ngày hôm qua thứ Tư. Và ông Trump lên tiếng và nói rằng những kẻ uh, biểu tình bài Do Thái vẫn tiếp tục lan rộng trên toàn quốc. Và điều gì đã xảy ra? Tất cả đều được bị giật dây bởi những thành phần khuynh tả. Và điều lớn điều mà lớn nhất và vấn đề lớn nhất là đám khuynh tả và hiện nay họ đang tìm cách quấy phá tất cả đất nước chúng ta. Trong cái quan điểm của tôi, đây là một cái sự nguy hiểm lớn nhất lớn hơn cả Trung Quốc lẫn Nga. Quý vị có thể đứng ở bên ngoài và quý vị có thể nhìn vào, đây là một sự đe dọa nguy hiểm với đất nước chúng ta khi mà lực lượng cực tả đã bắt đầu khuấy động và làm cho đất nước chúng ta trở nên hỗn loạn hơn. Đây được xem là lời phát biểu của ông Trump đã đưa ra ngay sau khi Joe Biden tuyên bố sẽ ngưng lại việc cung cấp các loại bom cho phía của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nghiệp đoàn công nhân của hệ thống đường xe điện ở tại New York có thể sẽ đọc đơn khởi kiện trường đại học Columbia đã không làm đủ vai trò để bảo vệ cho nhân viên của họ nghiệp đoàn công nhân của ngành vận, ngành à, giao thông vận tải tức là cái ngành transport tức là ngành xe điện nói rằng họ đang duyệt xét đơn kiện nhắm vào trường đại học columbia university sau khi cáo buộc trường này đã không để cho nhân viên của họ được an toàn giữa lúc mà những kẻ biểu tình ủng hộ palestine trong vòng một tháng qua và cái tổ, tổ chức nghiệp đoàn có tên gọi là twu uh, uh, international và người chủ tịch là john samuelson cho biết là có ít nhất là hai khách hàng của họ đã trở thành nạn nhân của những kẻ biểu tình và trong cái lúc mà họ xông vào chiếm cái tòa nhà Hamilton Ho vào tháng trước. Đại học Columbia đặc biệt đã thất bại trong việc bảo vệ an toàn cho những nhân viên của trường đại học và buộc họ phải tranh đấu cho con đường của họ thoát ra khỏi building. Samuelson đã cho biết trong một lá thư gửi cho hiệu trưởng của trường Columbia là bà Minoche Safit và trong đó ông Samuelson nói rằng à, các cái à, nhân viên của họ đã phải đối diện với sự lạm dụng và gần như là họ đã phải đối diện với sự nguy hiểm. Và điều này cho thấy rõ ràng là phía trường học đã không có một chính sách rõ ràng để mà bảo vệ cho những nhân viên của chúng tôi và những nhân viên nằm nằm trong nghiệp đoàn của chúng tôi trong lúc mà họ tìm cách thoát khỏi tòa biểu đi này khi những nhóm ủng hộ cho Palestine đã xông vào chiếm tòa nhà trên. Nhóm này đã chiếm tòa nhà có tên gọi là Hamilton Hall ở Đại học Columbia ở trên cái khu vực gọi là Hings Hall và trong đó gần như là đã có khiến cho một đứa trẻ 6 tuổi khi mà họ biểu tình về để mà bà ủng hộ cho một đứa trẻ có tên là Hin Rajap 6 tuổi đã bị thiệt mạng khi mà do thái mở cuộc không tập vào tháng Giêng và những người biểu tình này kêu gọi trường đại học Columbia là phải rút hết tất cả các nguồn đầu tư của tất cả các công ty đang có là làm ăn và đang có ký kết hợp đồng với lại phía do thái và sở cảnh sát New York đã xông vào trường Hamilton Hall vào ngày 30 tây tháng 4 và bắt giữ 109 người trong lúc đó thì sở cảnh sát LYPD cho biết vẫn tiếp tục làm việc để coi có bao nhiêu sinh viên học sinh đã can dự vào cái việc và phá hủy các cái tài sản trong trường học. Thị trưởng New York là ông Eric Adams nói với các thông tin viên là việc mà xông vào trường đại học Columbia là những cá nhân đã lợi dụng cái câu, câu chuyện này để mà có thể kích động biểu tình. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc biểu tình của đám sinh viên hỗ trợ cho Palestine và đi theo chủ nghĩa bài do thái đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay các thành viên của đảng cộng hòa tại hạ viện đã gọi cho nhà tù để yêu cầu ra điều trần sau khi mà họ ngăn cản việc thẩm vấn với lại ông peter navarro cựu cố vấn của ông Trump trước đây. Một nhóm các thành viên của Đảng Cộng hòa trong ngày thứ Năm đã gửi một lá thư cho nhà tù liên bang và yêu cầu giám đốc nhà tù này ra điều trần về việc ngăn chặn một yêu cầu phỏng vấn với lại cựu viên chức của Tòa Bạch Ốc là ông Peter Navarro. Ông Navarro đã bị kết án hồi tháng Giêng với 4 tháng tù và tiền phạt lên tới 9.500 Mỹ Kim sau khi mà ông không uh, từ chối không ra điều trần trên quốc hội sau khi có trác hầu về uh, những gì mà đang diễn ra trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 và việc từ chối này đã bị buộc tội là khinh thường quốc hội chúng tôi viết một lá thư này về vấn đề là gia tăng cái sự lo ngại của ủy ban chúng tôi bao gồm những cáo buộc là có một sự đối xử rất là tệ hại của ban quản lý nhà tù với những uh, tù nhân có cái uh, lý lý do chính trị và trong đó bản báo cáo cho biết họ đã bác bỏ thành viên việc mà thành viên của ủy ban chúng tôi muốn gặp và phỏng vấn đối với lại ông Peter Navarro, đó là nội dung lá thư đã gửi ra và được ký bởi chủ tịch của Ủy ban Tư pháp là ông Jim Jordan cũng như là các thành viên trong quỹ ban là andy Bish và Mark gaef những người đã yêu cầu là sẽ có cuộc thẩm vấn đối với lại ông navarro và lá thư này nói rằng giám đốc của nhà tù là colet peter đã bác bỏ yêu cầu của ông gaef cho phỏng vấn ông navarro bởi vì nói rằng ông navarro nguy hiểm và có đồng thời bị cáo buộc là ông ta không được phép gặp gỡ ai ngoại trừ luật sư của ông đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc của phía hạ viện đưa ra và bây giờ họ đã tống trác cho giám đốc nhà tù phải phải ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để giải thích lý do tại sao họ từ chối thành viên của Ủy ban đã muốn thẩm vấn đối với ông Peter Namaro mà người cai quản nhà tù, tức là giám đốc nhà tù đã từ chối. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới một cựu viên chức của Tổng thống Trump. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, tòa kháng án đã không xóa bỏ cái cáo trạng về sử dụng vũ khí bất hợp pháp của ông Hunter Biden. Một tòa kháng án trong ngày thứ năm đã bác bỏ một cái motion trong đó yêu cầu là xóa bỏ cái án cáo trạng đối với lại ông Hunter Biden khi mà ông ta sẽ bị uh, xét xử về tội hình sự vào mùa hè năm nay. Tòa án kháng án số 3 ở tại Philadelphia đã bác bỏ cái lời tranh luận về quyền tu chính án số 2 của ông luật sư ông uh, Hunter Biden và nói rằng việc này bởi vì phía của bị cáo đã không đáp ứng được cái uh, tiến trình của tòa cấp dưới à, và trong một cái uh, final judgment tức là trong một cái quyết định cuối cùng các công tố viên trong vụ này à, dẫn đầu bởi uh, văn phòng của cố vấn đặc biệt là ông David West nói rằng là con trai của ông tổng thống đã vi phạm luật liên bang khi mà ông ta đã mua một khẩu súng năm 2018 trong lúc mà ông ta đang sử dụng ma túy và À, luật sư của ông à, ông Hinton cho rằng là cái việc truy tố này vi phạm vào cái tu chính án sai về quyền sở hữu súng. À, trong đó ông ta giữ cái súng đó 11 ngày và không có đe dọa tới à, an toàn công cộng và yêu cầu tòa án là lật đổ cái à, bản truy tố này. Tuy nhiên thì ba quan tòa của tòa kháng án đã quyết định là không xóa bỏ cái cái cáo trạng này và vẫn tiếp tục để cho nó được xét xử và trên quy tắc ngày ngày 3 tây tháng 6 ông hunter biden sẽ phải ra tòa với ba cáo trạng liên quan tới hình sự và cả ba đều là tội felony trong đó bao gồm những tội khai man với lại nhà chức trách khi mà ông ta nói rằng ông ta không hề sử dụng ma túy trong lúc ông ta mua cây súng này thì ông ta lại sử dụng ma túy và ngay cả phía văn phòng công tố viên đặc biệt là ông david west cũng đã trình bày bằng chứng cho thấy dấu vết ma túy vẫn còn nằm trên khẩu súng đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Trung Mỹ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Con trai của nhà độc tài Nicolas Maduro, vốn là nhà lập pháp cho biết là Venezuela chuẩn bị để mà mở ra tình trạng trả nợ cho Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ Caracas cho biết thì à, chính quyền Venezuela đang mở ra việc chi trả món nợ cho Trung Quốc theo tường trình của một dữ liệu à, cho biết là số tiền này lên tới 10 tỷ Mỹ kim, một nhà lập pháp có tên gọi là Nicola Maduro Guara Vốn là con trai của ông tổng thống à, Nicolas Maduro đã nói với hãng Thông tấn Reuters trong cuộc phỏng vấn ngày thứ năm, quan hệ của Venezuela và Trung Quốc được xem là gần như là họ nói rằng là chắc chắn và ông à, Maduro Gore cho biết như trên và các công ty Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư vào quốc gia ở Nam Mỹ này và Trung Quốc được xem là một tay chơi chính trong cái việc mà xuất cảng kỹ nghệ dầu và khí đốt của Venezuela, trong đó thì à, quốc gia này vốn nằm trong khối OPEC và từ năm 2007 thì họ đã đạt tới mức 50 tỷ Mỹ kim thỏa thỏa thuận về một cái credit line tức là cái nợ tín dụng cho việc mà loan for oil tức là vay tiền để trả nợ bằng dầu khí ở dưới thời của ông Hugo Chavez trước đây và việc này đã dẫn tới tình trạng mà chính quyền của Maduro đang điều đình là sẽ chi trả món nợ bằng dầu hỏa và khí đốt với món nợ lên tới 19 tỷ Mỹ kim năm 2020 và Venezuela gần đây đã thiếu cái uh, quốc gia lớn nhất của Trung Quốc của Á Châu là Trung Quốc lên tới 10 tỷ Mỹ kim theo uh, cái nguồn tin dữ liệu độc lập đã đưa ra và hiện nay thì uh, Venezuela đang chuẩn bị là sẽ trả món nợ này cho chính quyền Bắc Kinh và không phải trả bằng tiền mặt hay bằng vàng mà sẽ trả bằng dầu khí và khí đốt thiên nhiên đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của quốc gia ở Nam Mỹ. Cùng một lượt thì giới chức của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu có việc hợp tác nói về chuyện trục xuất những di dân bất hợp pháp đã băng ngang qua biên giới của Hoa Kỳ tại Mexico. Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu thầm lặng có những cuộc hợp tác để trục xuất những di dân Trung Quốc nào đã có mặt một cách bất hợp pháp băng ngang qua với biên giới ở phía nam của Hoa Kỳ và giáp tranh với biên giới Mexico trong cuộc gặp gỡ ở vốn đã diễn ra từ năm ngoái và sau khi mà Trung Quốc đã ngưng lại việc hợp tác từ tháng 8 năm 2022 và Hoa Kỳ đã rất là kẹt trong việc trục xuất các di dân bất hợp pháp của Trung Quốc bước vào quốc gia này một cách bất hợp pháp từ Mexico. Các giới chức tại biên giới đã bắt giữ trên 37.000 người công dân Trung Quốc đến từ ở biên giới phía nam của Hoa Kỳ năm 2023 gấp 10 lần so với những năm trước đó và con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Và trong một bản tái minh gửi cho hãng thông tấn AP trong tuần này, Bộ Ngoại giao Cộng sản Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng sẽ quản trị việc đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực về di dân với lại phía Hoa Kỳ. Trong đó, họ có thể sẽ chấp thuận việc mà nhận lại những kẻ đã bị trục xuất, vốn là công dân của Trung Quốc, nếu xác nhận đây là những công dân Trung Quốc. Và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ, ông Alexandro Mayorkas vào tháng trước, nói với quỹ ban trên sàn Hạ viện về ngân sách là ông ta đã có tiếp cận với các đối tác Trung Quốc để chắc chắn rằng Bắc Kinh sẽ phải nhận những chuyến bay nhận lại tất cả những công dân của họ đã bị trục xuất khi mà nhập cảnh Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Đây được xem là một trong những cái thỏa thuận giữa chính quyền Joe Biden và chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó thì riêng năm 2023, 37.000 người Trung Quốc đã bị bắt giữ ở tại biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, hai công ty sản xuất chip điện tử hàng đầu của Hoa Kỳ là Intel và Qualcomm cho biết việc xuất cản qua Trung Quốc đã bị ngăn chặn giữa lúc mà có sự phản đối từ phía của Bắc Kinh. Bản tin mới nhất từ hãng thông tấn Reuters cho biết công ty Intel trong ngày thứ tư nói rằng việc bán của họ ở tại Hoa Kỳ và xuất cản qua Trung Quốc đã bị ngăn chặn và bị rút cái môn bài về xuất cản chip điện tử qua Trung Quốc cùng một lượt thì Bắc Kinh đã bắt đầu khiếu nại, nói rằng đã đi quá xa với cái việc nhân danh là an ninh quốc gia. Intel đã không công bố tên của những khách hàng ở tại Trung Quốc và đã hủy bỏ cái môn bài cung cấp cho à, cái công ty này bởi à, cơ quan SEC của Hoa Kỳ, tức là cơ quan kiểm soát về thị trường chứng khoán à, của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì hãng thông tấn Reuters cho biết trong ngày thứ ba là Hoa Kỳ đã rút lại tất cả những cái môn bài cho phép những công ty này, bao gồm cả Intel và lẫn Qualcomm là không được à, gửi các cái chip điện tử cho các cái laptop hoặc là các cái headset vốn bị cấm vận đối với công ty sản xuất về dụng cụ điện tử và viễn thông của Trung Quốc là công ty Huawei Technology và đây được xem là lần đầu tiên mà công ty Huawei đã cho ra đời một cái laptop và có cái có cái nhiệm vụ có thêm một cái phân sinh gọi là AI tức là trí tuệ nhân tạo có tên gọi là MacBook X Pro trong đó thì đã sử dụng cái loại chip điện tử của Intel là Ultra 9 Processor nó gọi là Core Ultra 9 Processor và đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa, những người nói rằng Bộ Thương mại đã bật đèn xanh cho việc bán chip điện tử cho công ty Huawei và ngay lập tức thì cổ phiếu của công ty Intel đã giảm xuống 2.9% trong ngày thứ tư sau khi mà họ cho biết rằng việc bán các chip điện tử và cái môn bài bán chip điện tử của họ qua Trung Quốc đã bị rút đã bị thu hồi bởi phía của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ nhằm kiểm soát nguồn chip điện tử xuất cản qua Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã đối đầu với Trung Quốc trong việc mà hoạt động gián điệp của một nhóm có tên là Von Typhoon. Bản tin từ San Francisco cho biết thì giới chức Hoa Kỳ đã đối đầu với chính quyền Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh hồi tháng trước trong việc mà có những cái hoạt động gián điệp trên không gian mạng thông qua một nhóm hacker của Trung Quốc đã xâm nhập vào hàng chục những hạ tầng cơ sở và tổ chức hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ, một giới chức về không gian mạng của Hoa Kỳ cho biết như trên. Và dưới chiến dịch có tên gọi là Von Typhoon. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã bắt đầu tăng cường cái mức độ cho phép những hacker này hoạt động trong cái trường hợp mà có chiến tranh hoặc là có những cái khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong vấn đề của Đài Loan và Bắc Kinh đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này. Chúng tôi đã trực tiếp nói chuyện với phía Trung Quốc về điều này. Nathaniel Fick là một đại sứ của Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề cyberspace tức là không gian mạng và digital tức là chính sách về điện tử đã nói với hãng thông tấn Reuters trong cuộc phỏng vấn mới nhất ở San Francisco vào ngày thứ ba. Chúng tôi đã gia tăng một cách trực tiếp với chính quyền Trung Quốc về các mức độ và của họ và chúng tôi nói rõ ràng về cái hành động thái độ được xem là nguy hiểm gia tăng sự đối đầu và điều này không thể chấp nhận được ông Fitz đã cho biết như trên và ông đã nói chuyện với các giới chức của cộng sản Trung Quốc à, trong đó có sự có hiện diện của ông Anthony Blinken là ngoại trưởng của Hoa Kỳ người đã có mặt ở Trung Quốc từ ngày 24 cho tới ngày 26 tây tháng 4 và khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc ông Fitz nói rằng họ à, vẫn như cũ và họ vẫn tiếp tục nói rằng họ ghi nhận và thật sự thì họ đã không làm bất cứ một điều gì đây là là một trong lời cáo buộc có còn, tòa đại sứ của cộng sản trung quốc tại washington đã không cho biết về ý kiến của việc này hoa kỳ và một số quốc gia đồng minh đã báo động về chiến dịch trong một năm trước đây nói rằng Trung Quốc đã bắt đầu phát động cái chiến dịch tấn công không gian mạng nhắm vào các cái ống dẫn khí đốt và dẫn dầu cũng như các hệ thống đường chạy xe lửa và một số những kỹ nghệ quan trọng khác và hiện chưa rõ là có bao nhiêu tổ chức Hoa Kỳ đã phải thỏa hiệp với các hacker tuy nhiên số lượng mà tôi đưa cho cho họ là gần như là thiếu uh, underestimate tức là thiếu cái sự đánh giá đó là lời phát biểu của Brandon Wade được xem là giám đốc điều hành của cơ quan đặc trách về vấn đề không gian mạng của Hoa Kỳ và các hạ tầng cơ sở đã phát biểu trong một cái cuộc họp báo riêng biệt và Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các hạ tầng cơ sở của chúng ta, đặc biệt là hệ thống broadband. Đó là lời phát biểu của ông. Đây được xem là một trong những bản tin được tiết lộ vào ngày hôm qua à, ngày hôm kia khi mà có cuộc phỏng vấn ở tại San Francisco với một chuyên gia và là một người đặc trách về vấn đề đối phó với gián điệp không gian mạng từ Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, các hình ảnh từ vệ tinh chụp xuống cho thấy Bắc Hàn đã bắt đầu xây dựng một cái khu vực mà để dùng để xây dựng các cái tiềm tiểu đỉnh tấn công, theo tường trình cho biết. Hình ảnh từ trên vệ tinh chụp xuống cho thấy Bắc Hàn đã bắt đầu xây dựng một cái công xưởng đóng tiềm tiểu đỉnh và theo báo cáo cho biết thì lại tiềm tiểu đỉnh này có khả năng tấn công và có thể mang cả đầu đạn nguyên tử, theo tường trình từ phía của Hun cho biết. Hull component and equipment đã được sử dụng ở trong cái uh, việc xây dựng cái uh, công xưởng đóng tiền từ đỉnh vốn đã được nhìn thấy bởi Singapore South Shipyard được xem là một cái căn cứ ở 38 ở phía bắc mà họ đã nhận được cái hình ảnh này và trong đó cho thấy là Bắc Hàn trong vài tháng qua đã bắt đầu cho xây dựng và có những cái phụ tùng cần thiết cho ngành tiêm thủy đỉnh tương tự nhưng mà bà những cái tiêm thủy đỉnh mà Bắc hàng đã có trong trước đây và cho thấy rằng là nơi đóng tàu này đã bắt đầu bận rộn hơn và đây được xem là một trong những cái tham vọng của Bắc Hàn là có những cái tiềm tùy đỉnh mới và những tiềm tùy đỉnh này có thể lắp đặt những cái hỏa tiễn đạn đạo tầm xa và mang theo đầu đạn nguyên tử. Đây được xem là một trong những cái hình ảnh mới nhất cho thấy là Bắc Hàn đang tiếp tục gọi là xây dựng cái lực lượng quân sự của họ, bao gồm cả cái lực lượng quân sự về nguyên tử đe dọa tới hòa bình ổn định ở khu vực ở Đông Bắc Á. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.